Cún con ngày hôm nay, cún con Loki hôm nay cứng cáp lắm rồi. Còn bốn con cái này thì hôm nay cho hai con về với chủ, là còn hai con tìm chủ nữa. Hai con tìm chủ lần này thì về với chủ thì mỹ mãn rồi. Lẽ ra là một con lịch là tuần trước sẽ về với chủ, nhưng mà vì là nó có nhỡ lịch bay. Chủ chỉ rảnh vào cuối tuần thôi, nhỡ lịch bay cho nên là lại phải lùi lại một tuần. Là con của Hanna. À đây, Hanna con đây. Ê, hôm nay nhìn cho nó giống nhau lắm rồi, sàn sàn như nhau. Nhu, xin chào. Nhu, ra vườn tí nhá. Xinh không? Người nhìn cún đẹp không? Quay từ trên cao thì nhìn trông nó hơi bé bé, nhưng thực ra là nó to rồi. Đây, con Hanna này. Ê, Loki. Đây con Hana đấy, đấy đấy, ngoài cùng đấy, lông nó ngắn hơn một tí. Cho ra vườn chơi tí, kỳ không ngon đấy, nó phấn đấy. Chúng nó rất là khỏe mạnh và rất là nhanh nhẹn. Ê, đây là Hanna con ngày hôm nay. Ý. Còn ba con cùng đàn kia thì nó có hai con tốt hơn và một con thì kém hơn. Một con kém hơn thì sẽ là con chó không làm giấy. Thì trong hai con mà đi về với chủ này, trong hai con mà hôm nay cho lên Hà Nội để về với chủ thì ngoài con của Hanna thì có một con ở cái mức tốt trong ba con kia. Như vậy là bốn con này là sẽ còn hai con, một con ở mức rẻ không làm giấy. Đây, chính là con này, con đang trên video đây này, đây này, đây này, đây, đây là con này, là con tốt ở trong đàn này. Đây này, em này là em tốt ở trong đàn này, em tốt ở trong ba con đàn Loki 1, thì còn ba con là có hai con tốt, thì đây là một con và đằng xa này là một con. Đây, hai con này là hai con tốt. Hôm nay là một con về với chủ. Rất là xinh luôn. Chứ nó ra vườn nó khó quay quá. Nên cho vào trong sân này cho nó dễ quay. Mỹ mãn. Mọi người thấy cún đẹp và nó rất là nhanh. Chó nó nhanh nhẹn. Đàn này, ở cái đàn cún này mà nuôi gia đình thì tuyệt vời luôn. Mỹ mãn luôn. Đây, Hanna con này này. Đây, con đang chơi này là cái con cái ở mức rẻ không làm giấy. Đây, đang chơi này, nó đấy đấy. Đây là hai, đây con này là con cái tốt này.
Đấy. Con này nữa. Quay rất gần để mọi người có thể nhìn. Phải cho ra vườn một tí để cho chúng nó nô nhau, cho nó nô một tí cho nó mệt đi, vào đây thì nó mới đi lững thững thì mới quay được. Chứ còn không có đi nhanh lắm. Hanna con đây. Đấy. Hanna mẹ cho ở đây. Ừ, Hanna con đây. Ừ. Đây Hanna con đây. Rất là xinh gái luôn. Nhìn mặt nó có nét con mẹ. Nhìn nhanh ấy thì là lông nó ngắn hơn một chút. Đây này. Cái mảng của nó ở bên dưới nó có cái lớp lông đệm của nó là lớp lông trắng. Hôm nay nó mọc phủ đủ rồi. Con của Hanna như vậy là con của Hanna đến bây giờ nó thay răng, bọn này nó thay răng xong rồi thì con của Hanna này là một con cái tốt. Ok, đây là một trong hai em cái không làm giấy. Đấy. Đây em này này, em tốt đây này. Em tốt thì nó lại to hơn một chút. Đây, Hanna con này. Đấy, cho chúng nó ăn. Ăn rồi. À, ăn rồi. Ừ. Đấy, ăn rồi mà da vẫn nhặt lá xoài non rụng. Nhặt lá xoài non ăn điên cuồng. Sao thích ăn lá xoài à? Đây. Gặm nghịch chơi. Lá non hẳn thì ăn luôn. Hôm nay là cho ăn ít hơn một tí. Để tí nữa cho hai con đi cho nó đỡ sóc bụng. Đó, như vậy là cái đàn ba con này, như thế là đã một con tốt ở trong cái đàn Loki 1 đấy, là một con tốt là đã có chủ trước rồi, nhớ nhầm. Hiện tại bây giờ là trong ba con của đàn Loki 1 là chỉ còn một con tốt, thì ngày hôm nay là cho nó về với chủ nó này, còn hai con là sẽ không làm giấy ở mức giá rẻ. Đó, mọi người mà ai mà muốn nuôi thì liên hệ sớm. Vì cún thì bây giờ nó cứng cáp lắm rồi. Cũng là bởi vì là nó có những cái con mà nó phải đến ngày thì nó mới về với chủ được. Thế thành ra là đàn này là cũng không có quay video nhiều. Nhưng mà đến hôm nay là như thế, là sau hôm nay là chỉ còn có hai con thôi. Là sẽ là hai con ở mức giá rẻ. Đây là hai em này đây. Đây một em này. Và đây một em này. Cái con ở mức giá rẻ không làm giấy này, và cái con tốt hơn này, nó về mọi thứ nó không khác gì nhau cả. Không phải là vì nó to hơn hay nó nhỏ hơn, thậm chí cái con mà giá rẻ hơn có thể nó sẽ to hơn, nhưng nó chỉ khác nhau ở một cái thôi, là cái bộ hàm của nó là hàm nó không ôm khít nhau. Hàm trên nó không ôm khít hàm dưới hơi hụt. Trong cái nhân giống chó thì những cái con đấy là nó chưa đạt được đến cái để mà làm con chó giống. Con chó giống để nhân giống chưa đạt đến mức để làm con chó nhân giống trang trại, con chó nhân giống trại để giữ giống. Đó, thì như nếu mà như bình thường ấy, khi mà nó không phải vào cái giai đoạn kinh tế khủng hoảng này, thì tất cả những con như vậy thì vẫn làm giấy thôi, để mọi người nuôi gia đình hay là nuôi sinh sản gì đấy, nhưng vẫn làm giấy. Nhưng như đợt này thì sẽ không làm giấy. Đợt này là làm giấy những con tốt thôi. Những con tốt là những con có khả năng đi thi cho đẹp ấy. Đó, mọi người nhìn hôm nay là lông chúng nó bóng mướt rồi. Đó. Nhìn nó lừng lững rồi đấy. Đây là hai con này, là hai con sẽ đi này, hôm nay này. Đây là Hanna con này.
Hana con nhìn lông nó có một cái độ mượt hơn. Không phải là vì lông nó mượt hơn mà lông nó ngắn hơn thì nhìn nó như vậy. Vì ở cái tầm này ấy, như bọn này cũng là những cái con này cũng là những cái con mà ở cái chất lông ngắn, chất lông rất là tốt. Còn nếu mà bình thường những con lông nó hơi dài một tí thì đợt này lông nó sẽ có gợn sóng và nó xoăn tít mù lên cơ, chứ nó không như thế này đâu. Như thế này đây là đã là cái chất lông tốt lắm rồi đấy, thì nó mới lông nó mới như thế này. Ai mà từng nuôi chó ở giai đoạn này rồi thì mọi người nghe mình nói mọi người sẽ hiểu là với cái chất lông ở cái giai đoạn này, giai đoạn vừa mới rụng cái lông máu để mọc cái lông chó con, thì cái con chó mà người nó không có gợn sóng mạnh, không bị xoăn lông, tức là cái chất lông của nó rất là tốt. Đó, còn hai em này tìm chủ này. Hai em này tìm chủ thì mọi người mà ai mà muốn đón cún thì liên hệ sớm nhé, liên hệ sớm nhất. Chứ còn nếu mà một con mà lại trong hai con lại một con nó có chủ thì còn một con còn lại nó hơi buồn. Cho nên là hai con này nếu mà nó về nhà chủ thì hy vọng là hai con còn lại nó về nhà chủ thì nó sẽ đi về cùng một ngày luôn. Chứ còn mỗi mình thì hơi buồn lắm. Bây giờ đang có 4 con là hai con đi này, chỉ còn hai con thôi này. Chó thì đều đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng bệnh rồi này. Và được tẩy giun định kỳ hàng tháng. Đến bây giờ là cún được tẩy giun định kỳ 3 lần rồi. Lần tẩy giun gần nhất nó cách đây 10 ngày. Khoảng 10 ngày. Thì mọi người về nhà, cún về nhà khoảng tầm 2 tuần thì mọi người sẽ tẩy giun, 2 tuần hoặc là 3 tuần thì mọi người sẽ tẩy giun tiếp cho chúng nó đợt tiếp theo. Đấy, còn chờ nó lớn lên chút nữa thì sẽ tiêm phòng dại cho chúng nó. Và hàng năm đến khi cún nó 1 tuổi thì lúc đấy là hàng năm thì tiêm phòng 7 bệnh định kỳ cho chúng nó mỗi năm một lần. Và một năm khi nó trưởng thành rồi thì một năm tẩy giun định kỳ 2 lần. Còn như bây giờ chó nó còn nhỏ, dưới 6 tháng thì một năm sẽ thì một tháng sẽ tẩy giun một lần. Đến khi con cún nó 7 tháng. 7 tháng thì chuyển sang một năm tẩy giun 2 lần hoặc là 3 tháng tẩy giun một lần, tùy vào cái chỗ mình nuôi con chó. Chỗ mình nuôi con chó mà nó nhiều ruồi, muỗi là những cái thứ nó mang theo cái ký sinh trùng nó bám vào đồ ăn ấy thì mình sẽ tẩy giun 3 tháng một lần. Còn nếu mà cái chỗ nuôi trong gia đình này kia nó ít ruồi muỗi thì có thể là 6 tháng tẩy giun một lần nó đã sạch sẽ lắm rồi. Ok, xin chào mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Hy vọng là video tiếp theo quay về cún con này thì hai con còn lại nó sẽ cũng cùng về nhà chủ luôn. Với cái đàn cún này thì đảm bảo với mọi người là về nhà thì chủ sẽ hài lòng về cái độ khôn của chúng nó. Với cái đàn cún này thì nó có một cái nhược điểm một cái nhược điểm do cái điều kiện nuôi. Là đợt này mình bận, mình không có nhiều thời gian, thành ra là không có gần cún được nhiều. Thành ra là con cún nó không có quấn quýt như là những cái con cún ở các cái đàn khác. Nhưng bản thân những con cún là chúng nó rất là quấn chủ. Đấy, mọi người cứ nhớ một điều như thế, về nhà nuôi chỉ sau một tuần mọi người sẽ thấy. Chúng nó rất là tự tin và chúng nó rất là quấn chủ và hiểu chuyện nữa. Chắc chắn. Ai mà muốn nuôi gia đình thì mà cái giai đoạn này nuôi được thì đón cái đàn này thì mỹ mãn luôn. Ok, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.